lộ diện tháng phát tài lớn nhất, Ất Tỵ sinh năm 1965, đắc lộc ơn trên, đến thời giàu sang, đúng 3 tháng tới. Quý cô bác anh chị Ất Tỵ thân mến, nếu có một người nào đó không tốt với Ất Tỵ đừng nên quá bận tâm hay phiền lòng với họ. Trong cuộc sống của Ất Tỵ, không ai có nghĩa vụ phải tư xử tốt với bạn, trừ cha mẹ. Còn với những người tốt với Ất Tỵ nên trân trọng và biết ơn điều đó. Nhưng Ất Tỵ cũng cần phải có chút đề phòng. Bởi mỗi người khi làm bất cứ việc gì đều có mục đích riêng của họ. Hãy nhớ họ tốt với Ất Tỵ, không đồng nghĩa với việc họ phải quý mến Ất Tỵ. Không có ai là không thể thay thế, không có vật gì thuộc hoàn toàn sở hữu của Ất Tỵ. Vì thế, nếu sau này người Ất Tỵ yêu thương không còn ở bên, hay họ không còn là nơi Ất Tỵ có thể đặt niềm tin, Ất Tỵ cũng đừng bi lụy. Sinh mệnh con người thực sự ngắn ngủi, Ất Tỵ đừng để mỗi ngày trôi đi vô ích. Người ta tham vọng sống lâu, nhưng Ất Tỵ chỉ cần sống hạnh phúc mỗi ngày. Hãy trân trọng và yêu lấy cuộc sống hiện tại của Ất Tỵ. Trên đời này không có gì là nhất cả, tình yêu chỉ là cảm giác bất chợt đi qua cuộc đời Ất Tỵ, nhưng nó sẽ theo thời gian và lòng người mà thay đổi. Nếu như người đó rời xa Ất Tỵ, Ất Tỵ hãy học cách chờ đợi, hãy để thời gian rửa sạch vết thương, để tâm hồn Ất Tỵ lắng lại, rồi nỗi đau của Ất Tỵ cũng sẽ dần biến mất. Ất Tỵ đừng mơ ước một tình yêu hoàn hảo, cũng đừng thổi phồng nỗi đau khi nó không còn. Ất Tỵ có thể bắt mình phải giữ chữ tín, nhưng không thể yêu cầu người khác làm thế với mình. Ất Tỵ có thể yêu cầu bản thân phải đối đãi tốt với người, nhưng Ất Tỵ không thể kỳ vọng người ta sẽ làm ngược lại. Khi Ất Tỵ tốt với họ, họ không có nghĩa vụ phải tốt lại với Ất Tỵ. Hãy nhớ điều này, nếu không, Ất Tỵ sẽ luôn gặp ưu phiền trong cuộc sống. Chỉ những ai có duyên phận mới trở thành người thân của nhau, cho dù trong cuộc sống bận rộn, Ất Tỵ ít khi gặp mọi người. Nhưng Ất Tỵ hãy trân trọng từng khoảnh khắc khi còn bên họ, hãy dành cho họ thời gian để yêu thương Ất Tỵ hơn. Minh Đường Tử Vi hiểu rằng, Ất Tỵ đang phải đối mặt với rất nhiều thử thách, chông gai của cuộc sống khắc nghiệt ngoài kia. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Ất Tỵ hãy cứ lạc quan lên một chút, cười nhiều hơn một nụ cười Ất Tỵ nhé. Minh Đường Tử Vi không thể can thiệp vào quá khứ của Ất Tỵ, nhưng có lẽ tương lai thì có thể. Tử Vi luôn ở đây để giúp đỡ và lắng nghe những câu chuyện của cô bác anh chị. Cô bác anh chị hãy đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để gửi đến đội ngũ biên tập video một chút động lực giúp đời, giúp người, cô bác anh chị nhé. Minh Đường Tử Vi xin cảm ơn thiện tâm của cô bác anh chị. Ngay sau đây, không để cô bác anh chị Ất Tỵ phải chờ lâu thêm nữa, Tử Vi sẽ đi vào nội dung chi tiết. Xin mời quý cô bác anh chị cùng lắng nghe. Ất Tỵ thân mến, sau một thời gian cần mẫn nghiên cứu và tổng hợp từ nhiều nguồn tài liệu tử vi khác nhau, đội ngũ tử vi đã làm ra video lộ diện tháng phát tài lớn nhất, Ất Tỵ sinh năm 1965, đắc lộc ơn trên, đến thời giàu sang đúng 3 tháng tới nhằm dự ngôn. Luận giải tổng quan, tử vi hàng tháng cho quý bản mệnh Ất Tỵ được xa hơn, để bản mệnh Ất Tỵ có thể phần nào nắm được vận trình của mình trong những tháng tiếp theo và sống một cuộc sống bình an, mạnh khỏe. Tuy nhiên, luôn có những biến số xảy đến trong cuộc sống của chúng ta, nên có thể những luận giải của Minh Đường Tử Vi sẽ không thật sự đúng với một số người. Vậy nên Minh Đường Tử Vi hy vọng rằng, dù những dự ngôn, luận giải trong video này là tốt hay xấu, mong rằng bản mệnh Ất Tỵ hoan hỷ đón nhận. Thưa cô bác anh chị Ất Tỵ, theo luận giải mới nhất từ các bậc thầy Tử Vi học, bước vào khoảng thời gian đúng 3 tháng tới, đó là tháng 3, tháng 4 và tháng 5 âm lịch. Vận trình của bản mệnh Ất Tỵ sẽ có cả hung lẫn cát, nhưng hung hay cát ở đây còn phải phụ thuộc vào Ất Tỵ tận dụng những lời dự ngôn, luận giải của Minh Đường Tử Vi như thế nào. Nếu những luận giải của Minh Đường Tử Vi giải ra đại vận thì chẳng sao, nhưng nếu có lỡ luận vào đại nạn, thì bản mệnh Ất Tỵ cũng có thể biết trước được thiên cơ để xoay chuyển càn khôn, dẫu có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì hãy luôn tích cực và lạc quan cô bác anh chị nhé. Đầu tiên, xin mời cô bác anh chị Ất Tỵ cùng lắng nghe dự ngôn tổng quan tử vi tháng 3 âm lịch năm 2024. Bước sang tháng 3 âm lịch năm 2024, tuyệt lâm quang nhập mệnh là một điều may mắn cho những người tuổi Ất Tỵ. Với sức mạnh và động lực từ ngôi sao chủ mệnh, người tuổi Ất Tỵ sẽ có nhiều cơ hội để thể hiện khả năng và tài năng của mình trong công việc. Tuy nhiên, để tận dụng tốt nhất vận trình của mình, người tuổi Ất Tỵ cần chú ý đến một số điểm sau đây. Trong công việc, người tuổi Ất Tỵ nên tự tin và chủ động, không phụ thuộc quá nhiều vào người khác, hợp tác và trao đổi ý kiến với những người có chung quan điểm và ý tưởng là điều quan trọng. Nhưng khi quyết định và thực hiện, người tuổi Ất Tỵ cần tự chịu trách nhiệm và kiểm soát tình hình. Việc giao phó công việc cũng cần sự cẩn thận, kiểm tra kỹ lưỡng trước khi nhận kết quả để tránh những rủi ro không mong muốn. Để đạt được thành công trong công việc, người tuổi Ất Tỵ cần lập kế hoạch chi tiết và xác định rõ những mục tiêu cụ thể. Việc dự phòng rủi ro và chuẩn bị giải pháp ứng phó là điều không thể thiếu. Tuy nhiên,
Người tuổi Ất Tỵ cũng cần tránh việc quá liều lĩnh hay vội vàng, hãy làm việc một cách có tổ chức và khoa học. Ở mặt tình cảm, tháng 3 âm lịch này hứa hẹn sẽ mang đến nhiều niềm vui và hạnh phúc cho người tuổi Ất Tỵ. Đối với người độc thân có thể sẽ gặp được nhiều người mới và có cơ hội tìm được người mà mình yêu thương và hợp nhau. Đối với người đã có gia đình, tháng này sẽ mang đến những khoảnh khắc ấm áp và hạnh phúc bên người bạn đời. Tuy nhiên, người tuổi Ất Tỵ cũng cần giữ gìn lòng trung thành và tránh xa những cám dỗ không lành mạnh. Đồng thời, dành thời gian cho gia đình và chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống là điều quan trọng. Sức khỏe của Ất Tỵ không có gì phải lo lắng trong tháng 3 âm lịch này. Ất Tỵ sẽ có một sức khỏe tốt và khỏe mạnh. Ất Tỵ chỉ cần duy trì một chế độ ăn uống hợp lý, tập thể dục thường xuyên và nghỉ ngơi đầy đủ. Nếu Ất Tỵ đang điều trị bệnh, Ất Tỵ cũng không cần quá lo âu, hãy tuân theo chỉ dẫn của bác sĩ và tin tưởng vào khả năng phục hồi của cơ thể. Tháng 3 âm lịch năm 2024 là một tháng rất thuận lợi cho Ất Tỵ trong 12 con giáp. Ất Tỵ sẽ được hưởng nhiều may mắn và phúc lộc từ các cát tinh bao bọc xung quanh. Không chỉ vậy, Ất Tỵ còn gây được sự ngưỡng mộ của nhiều người xung quanh vì thành công và giàu có của mình. Trong cuộc sống, Ất Tỵ sẽ không phải lo lắng về vấn đề tài chính. Ất Tỵ có thể thoải mái chi tiêu cho các nhu cầu cá nhân và gia đình. Ất Tỵ cũng không quên giúp đỡ những người xung quanh mình có hoàn cảnh khó khăn hoặc gặp rắc rối. Ất Tỵ sẽ được nhiều người yêu quý và biết ơn. Trong công việc, Ất Tỵ sẽ có nhiều thành tích xuất sắc và được sếp và đồng nghiệp đánh giá cao. Một số người trong tuổi Ất Tỵ có thể nhận được tin vui về tiền thưởng, tăng lương hoặc thăng chức. Ất Tỵ sẽ có đủ khả năng để hoàn thành các dự án quan trọng và gặp ít khó khăn cạnh tranh. Tháng 3 âm lịch năm 2024 này cũng là một tháng tốt để tuổi Ất Tỵ kinh doanh hoặc đầu tư. Ất Tỵ sẽ có nhiều cơ hội để kiếm được thêm thu nhập từ các nguồn khác nhau. Ất Tỵ có thể khai thác được các lĩnh vực mới, hợp tác với các đối tác uy tín hoặc mở rộng quy mô kinh doanh. Ất Tỵ chỉ cần chăm chỉ, nỗ lực và sáng tạo thì giàu sang sẽ không xa vời. Tuy nhiên, Ất Tỵ cũng không nên quá lạc quan hoặc sơ hở khi đưa ra các quyết định tài chính. Ất Tỵ cần thận trọng, cân nhắc kỹ và tin tưởng vào bản thân. Ất Tỵ cũng nên tránh những khoản chi tiêu không cần thiết hoặc mạo hiểm. Nếu Ất Tỵ có thể giữ được sự cẩn thận và dứt khoát, Ất Tỵ sẽ có một tháng 3 âm lịch năm 2024 vô cùng thành công và hạnh phúc. Theo luận giải mới nhất, tử vi tháng 3 âm lịch năm 2024 tuổi Ất Tỵ, tứ lục ngụ tại Trung Cung cho thấy mệnh chủ cần chú ý nhiều hơn đến sức khỏe của mình trong tháng này. Ất Tỵ không nên bỏ qua hay coi nhẹ bất kỳ triệu chứng nào không bình thường trên cơ thể, đặc biệt là tâm lý và tinh thần. Tâm lý và tinh thần là hai yếu tố quan trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể của Ất Tỵ. Nếu Ất Tỵ không quan tâm đến chúng một cách hợp lý, Ất Tỵ có thể gặp phải những vấn đề như mệt mỏi, trầm cảm, lo âu, căng thẳng hay các bệnh lý về tim mạch, tiêu hóa, miễn dịch. Để có được một sức khỏe tốt, Ất Tỵ cần phải yêu quý bản thân và chăm sóc cho nó một cách toàn diện. Ất Tỵ nên áp dụng những giải pháp cải thiện sức khỏe sau đây: nghỉ ngơi đủ giấc, khoảng 7-8 tiếng mỗi đêm. Ất Tỵ nên đi ngủ và thức dậy đúng giờ, tránh xem điện thoại hay máy tính trước khi đi ngủ, tạo cho mình một không gian ngủ thoải mái và yên tĩnh, giảm căng thẳng và tìm kiếm niềm vui trong cuộc sống. Ất Tỵ nên học cách xử lý những áp lực và khó khăn trong công việc và gia đình, tìm những hoạt động giải trí và sáng tạo cho bản thân, kết nối với những người thân yêu và bạn bè. Ăn uống đầy đủ, cân đối, hợp lý, Ất Tỵ nên ăn nhiều rau xanh, trái cây, ngũ cốc, thịt cá và tránh ăn quá nhiều đường, muối, dầu mỡ, chất bảo quản, tập thể dục thường xuyên, ít nhất 30 phút mỗi ngày. Ất Tỵ có thể chọn những hoạt động phù hợp với sở thích và khả năng của mình như đi bộ, chạy bộ, yoga, khiêu vũ, bơi lội, kiểm tra sức khỏe định kỳ ít nhất 6 tháng một lần. Ất Tỵ nên đi khám sức khỏe tổng quát để phát hiện sớm các bệnh lý tiềm ẩn và có phương pháp điều trị kịp thời. Chỉ khi Ất Tỵ có một sức khỏe tốt, Ất Tỵ mới có thể hưởng thụ cuộc sống và làm việc hiệu quả. Hãy luôn giữ gìn sức khỏe của mình trong tháng 3 âm lịch năm 2024 này nhé! Vừa rồi là dự ngôn, luận giải tổng quan về tử vi tháng 3 âm lịch năm 2024 của bản mệnh Ất Tỵ. Vậy bước sang tháng 4 âm lịch, vận trình tài lộc, sức khỏe và công việc của bản mệnh Ất Tỵ sẽ có chuyển biến như thế nào? Xin mời cô bác anh chị Ất Tỵ cùng lắng nghe dự ngôn tổng quan tử vi của mình trong tháng 4 âm lịch năm 2024. Theo luận giải mới nhất tử vi tháng 4 âm lịch, sức khỏe của Ất Tỵ trong tháng này có vẻ tốt hơn, đặc biệt là trong việc duy trì cân nặng. Tuy nhiên, để duy trì sức khỏe tốt, Ất Tỵ cần chú ý đến giấc ngủ và nghỉ ngơi, tránh thức khuya và đảm bảo Ất Tỵ có đủ giấc ngủ trong ngày. Nghỉ ngơi thường xuyên và giải lao cũng là cách tốt nhất để hồi phục sức khỏe và tăng cường khả năng tập trung. Ngoài ra, tháng 4 âm lịch này, lục phủ ngũ tạng hoạt động mạnh hơn, đặc biệt là gan dễ bị tổn thương. Do đó,
Ất Tỵ cần quan tâm hơn đến việc bảo vệ và chăm sóc cho gan, cũng như các vị trí khác của cơ thể để duy trì sức khỏe tốt. Về mặt tài lộc, tử vi cho thấy rằng vận trình tài lộc của con giáp tuổi Ất Tỵ trong tháng này khởi sắc hơn rất nhiều so với trước đây. Điều này đến từ việc Ất Tỵ thực hiện mọi thứ chỉnh chu và đúng kế hoạch hơn. Tuy nhiên, để duy trì vận trình tài lộc tốt, Ất Tỵ cần duy trì thái độ tốt và không chủ quan, lơ là, bỏ qua chi tiết. Đối với những người làm kinh doanh và đầu tư, thời điểm này có thể mang lại nhiều cơ hội để gia tăng doanh thu và lợi nhuận trong thời gian ngắn nếu Ất Tỵ biết tận dụng kẻ hở. Tuy nhiên, Ất Tỵ cũng cần chú ý đến ảnh hưởng của tiểu hao, có thể khiến Ất Tỵ tiêu tốn kha khá cho những chi phí cơ bản. Đồng thời, những người thuộc con giáp tuổi Ất Tỵ cần lưu ý đến việc dễ bị những tác động xấu của môi trường xung quanh ảnh hưởng. Nếu Ất Tỵ đang có ý định đầu tư, thời điểm này có thể khá thích hợp để Ất Tỵ cân nhắc những khoản có lãi. Với thông tin rõ ràng và minh bạch, tuy nhiên, không nên đầu cơ, lướt sóng mà nên đầu tư một cách cẩn trọng và có kế hoạch. Một số người thuộc con giáp tuổi Ất Tỵ có thể tiết kiệm được một khoản kha khá trong tháng này để dành dụm cho những việc quan trọng về sau. Tuy nhiên, để đảm bảo việc quản lý tài chính hiệu quả, Ất Tỵ cần có quy định cho bản thân là không nên sử dụng tiết kiệm trong bất kỳ hoàn cảnh nào để tránh việc bộc phát mua sắm khi không cần thiết. Luận tử vi tháng 4 âm lịch dự báo rằng, về phương diện sự nghiệp, Ất Tỵ sẽ nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ thiên ấn, từ đó tạo ra cơ hội để phát triển và tiến xa hơn trong công việc. Đặc biệt, những người biết cách lên kế hoạch và thực hiện công việc một cách thông minh sẽ đạt được hiệu quả cao trong mọi khía cạnh cuộc sống. Nếu Ất Tỵ đang tìm kiếm công việc mới, có thể hy vọng vào một tháng đầy may mắn và tiến bộ trong sự nghiệp của mình. Nếu Ất Tỵ có tính cách năng động, ham học hỏi, khả năng phát triển sẽ rất lớn trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, ảnh hưởng của dịch mã cho thấy sự di chuyển và thay đổi liên tục, đòi hỏi sự nhanh nhẹn và linh hoạt trong việc thích nghi với môi trường xung quanh. Cuộc sống năng động sẽ giúp Ất Tỵ học hỏi và trưởng thành nhanh chóng. Trong môi trường cạnh tranh lớn, người tuổi Ất Tỵ sẽ trải qua một tháng sôi động và thách thức. Sự cạnh tranh không chỉ khiến Ất Tỵ phải vượt qua bản thân mình, mà còn giúp Ất Tỵ trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu Ất Tỵ độc thân và có kế hoạch đi xa trong tháng này, có khả năng Ất Tỵ sẽ gặp được người đặc biệt trong chuyến đi của mình, câu chuyện tình yêu mới có thể bắt đầu từ đó. Đối với các cặp vợ chồng, tháng 4 âm lịch hứa hẹn sẽ là một thời kỳ hòa thuận sau những thử thách. Việc dành thời gian để chia sẻ và tạo kết nối sẽ giúp gia đình Ất Tỵ trở nên bền vững hơn. Luận tử vi hàng tháng, nhất bạch chủ đào hoa bay vào hướng đông, tạo ra cơ hội cho tình yêu phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, sự ảnh hưởng của thất xích có thể làm biến đào hoa lành thành dữ, gây ra những rắc rối trong các mối quan hệ tình cảm và gia đình. Để hóa giải tình huống này, Ất Tỵ có thể sử dụng kiếm gỗ đào đặt trong phòng ngủ. Vật phẩm phong thủy này được cho là có tác dụng loại bỏ đào hoa sát, xua đuổi người thứ ba và mang lại may mắn trong tình duyên. Nhìn chung, tháng 4 âm lịch năm nay hứa hẹn mang đến nhiều cơ hội và thách thức cho mọi người. Việc linh hoạt, nhanh nhẹn và biết cách tận dụng những ảnh hưởng tích cực từ tử vi có thể giúp Ất Tỵ vượt qua mọi khó khăn và đạt được thành công trong cả sự nghiệp lẫn tình yêu. Hãy lắng nghe tử vi hàng ngày để cập nhật thông tin và lời khuyên hữu ích để có một tháng 4 an lành và may mắn. Quý cô bác anh chị đang theo dõi video lộ diện tháng phát tài lớn nhất Ất Tỵ 1965 đắc lộc ơn trên đến thời giàu sang đúng 3 tháng tới. Cô bác anh chị Ất Tỵ thân mến, cô bác anh chị còn đang lắng nghe không ạ? Tử vi biết rằng thời tiết những ngày vừa qua nắng chẳng dễ chịu là mấy. Cô bác anh chị có cảm thấy khó chịu trong người không ạ? Cô bác anh chị nhớ uống nước đều đặn để đảm bảo cơ thể luôn được cung cấp đủ lượng nước cần thiết cho máu tuần hoàn và lưu thông cô bác anh chị nhé. Nếu cuộc sống này có làm cho cô bác anh chị cảm thấy mỏi mệt thì hãy nghỉ ngơi một chút, đừng quá gắng sức trong những ngày thời tiết thất thường này. Chỉ cần cô bác anh chị còn mạnh khỏe thì tử vi tin rằng với sự phấn đấu và nỗ lực của mình, đến một ngày nào đó, cô bác anh chị sẽ đạt được những điều mình mong muốn. Và nếu có thời gian, cô bác anh chị hãy gửi đến đội ngũ biên tập kênh một chút năng lượng thông qua việc nhấn đăng ký kênh và bình luận bên dưới video. Để tử vi biết được cô bác anh chị còn đang lắng nghe những dòng tâm sự này, Minh Đường tử vi không mong gì hơn, chỉ mong cô bác anh chị sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Đó là những lời chân thành từ tận tâm can những người phụng sự Minh Đường tử vi suốt chặng đường vừa qua. Cuối cùng sẽ là dự ngôn tổng quan tử vi bản mệnh Ất Tỵ trong tháng 5 âm lịch năm 2024. Theo luận giải mới nhất từ tử vi năm 2024, khi bước sang tháng 5 âm lịch, nguy cơ về sức khỏe của tuổi Ất Tỵ có thể tăng cao do áp lực dồn nén lâu ngày, căng thẳng và thiếu nghỉ ngơi. Sức khỏe của con giáp này có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng, dẫn đến tình trạng kém ăn, kém ngủ, tinh thần sa sút và thể lực giảm sút.
Điều này cũng tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh tật phát triển. Vì vậy, việc chăm sóc bản thân là vô cùng quan trọng, không nên tiếc rẻ công việc, tiền bạc, bởi khi sức khỏe không được bảo đảm, những thứ kia cũng chỉ là phù du. Đây là điều mà người tuổi Ất Tỵ cần chú ý và hành động ngay từ bây giờ. Theo phong thủy phi tinh, Bắc Bạch bay về phương Đông Bắc có lợi cho vấn đề liên quan tới tiền bạc. Điều này có thể mang lại cơ hội mua được nhà cửa, đất đai và tiền bạc tự đến mà không cần phải suy tính nhiều. Đây là một tin vui cho người tuổi Ất Tỵ, nhất là khi sức khỏe đang gặp khó khăn. Ngoài ra, luận tử vi tháng 5 âm lịch, người tuổi Ất Tỵ cũng nên chú ý đến lĩnh vực tài chính của mình trong tháng này. Việc quản lý tiền bạc cẩn thận và có kế hoạch sẽ giúp Ất Tỵ tránh được những rủi ro không cần thiết. Tháng này, người tuổi Ất Tỵ có thể nhận được nhiều lời mời tham gia các dịp ăn uống, sinh nhật và tiệc tùng. Tuy nhiên, Ất Tỵ cần cẩn trọng để không tiêu tiền quá nhiều và dẫn đến tình trạng vay mượn từ người khác. Nếu có ý định mua sắm, đặc biệt là mua các món đồ đắt tiền, người tuổi Ất Tỵ cần suy nghĩ kỹ và xem xét tính thiết thực của việc đầu tư vào những món đồ này. Việc quyết định mua sắm không nên vội vàng mà cần có sự suy nghĩ, cân nhắc. Mặt khác, trong tháng này cũng có thể xuất hiện những cơ hội đầu tư hứa hẹn. Tuy nhiên, người tuổi Ất Tỵ cần chú ý và không nên vội vàng ra quyết định khi chưa đủ kiến thức và hiểu biết về lĩnh vực đầu tư đó. Việc tham khảo ý kiến chuyên gia là điều vô cùng quan trọng để tránh rủi ro không cần thiết. Luận tử vi tháng 5 âm lịch năm 2024 của 12 con giáp đã đưa ra những nhận định chính xác về tình hình công danh, sự nghiệp của tuổi Ất Tỵ trong thời gian tới. Dù có nhiều thuận lợi, nhưng cũng không thiếu những nguy cơ tiềm ẩn. Vì vậy, cần sự cẩn trọng và quyết đoán trong mọi quyết định. Nhờ sự hỗ trợ của tam hợp thái tuế, các kế hoạch công việc của tuổi Ất Tỵ sẽ thuận lợi hơn, mọi khó khăn sẽ được vượt qua một cách dễ dàng hơn. Tháng 5 sẽ mang đến nhiều cơ hội để phát triển và tiến bộ. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải nắm bắt những cơ hội đó và đưa ra quyết định đúng đắn để không bỏ lỡ vận may. Quý nhân vận tăng cao sẽ giúp tuổi Ất Tỵ giải quyết được nhiều khúc mắc trong công việc. Mặc dù áp lực công việc có thể không nhỏ, nhưng sự ham học hỏi và cống hiến sẽ mang lại nhiều cơ hội thăng tiến và tăng lương. Tuy nhiên, luận tử vi cũng cảnh báo về sự cạnh tranh gay gắt và áp lực trong môi trường làm việc. Điều này đòi hỏi tuổi Ất Tỵ phải hành động thận trọng và kiểm soát cảm xúc để tránh mọi rủi ro không đáng có. Tinh thần thắng không kiêu được nhấn mạnh, tuổi Ất Tỵ cần duy trì sự khiêm tốn và bình tĩnh trong mọi tình huống để tránh sai lầm và không để cho những kẻ tiểu nhân lợi dụng từ những tình huống nhỏ nhặt. Theo nguyệt lệnh tháng lâm cung bệnh, tuổi Ất Tỵ nên đặc biệt chú ý đến vấn đề sức khỏe và hạn chế các rủi ro liên quan đến tài chính. Việc toan tính và suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra quyết định là điều cực kỳ quan trọng trong thời gian tới. Nhìn chung, luận tử vi tháng 5 âm lịch năm 2024 cho tuổi Ất Tỵ đã chỉ ra rõ ràng về những cơ hội và thách thức trong sự nghiệp. Việc nắm bắt cơ hội, duy trì tinh thần khiêm tốn và kiểm soát cảm xúc sẽ giúp tuổi Ất Tỵ vượt qua mọi khó khăn và đạt được thành công trong thời gian tới. Tháng 5 âm lịch, sao Bách Việt đang mang đến nhiều cơ hội tình duyên tốt đẹp cho những người tuổi Ất Tỵ độc thân. Tình hình tình cảm của Ất Tỵ được dự báo sẽ phát triển tích cực và hứa hẹn một mối quan hệ lãng mạn. Tuy nhiên, điều quan trọng là Ất Tỵ cần mở lòng và chấp nhận cơ hội mới để có thể trải nghiệm những điều tuyệt vời nhất từ số phận. Những người tuổi Ất Tỵ sẽ tỏa sáng với sức hút tự nhiên của Ất Tỵ trong thời gian này. Khả năng giao tiếp và sự vui vẻ, tích cực của Ất Tỵ sẽ thu hút nhiều người xung quanh. Mọi dấu hiệu cho thấy rằng mối quan hệ lãng mạn có thể đến với Ất Tỵ một cách bất ngờ, có thể là một mối tình sét đánh đầy lãng mạn. Điều này thực sự là điều đáng để mong đợi và chờ đợi. Tuy nhiên, những người tuổi Ất Tỵ cũng cần nhớ rằng Ất Tỵ vẫn là người có ảnh hưởng chính trong cuộc sống của mình. Dù có cơ hội tốt đẹp đến với Ất Tỵ, nhưng nếu Ất Tỵ không mở lòng và chấp nhận thì mọi cơ hội đó cũng sẽ trôi qua. Ất Tỵ không nên ngồi im và chờ đợi mà cần phải tích cực tìm kiếm và chấp nhận cơ hội mới. Đối với những cặp đôi, vận trình tình cảm của hai người trong tháng này dự báo sẽ đi vào giai đoạn ổn định hơn so với tháng trước. Những hoài nghi và hiểu lầm trước đó đã được giải quyết và việc thường xuyên chia sẻ và lắng nghe nhau được coi là chìa khóa để duy trì mối quan hệ tốt đẹp. Gia đạo của những người tuổi Ất Tỵ được dự báo sẽ có sự ổn định trong thời gian tới. Vợ chồng và con cái có thể tận hưởng sự hài hòa trong môi trường gia đình. Tuy nhiên, không thể tránh khỏi những xích mích hay mâu thuẫn nhỏ trong gia đình. Trong những tình huống như vậy, quan trọng là vợ chồng cần giữ cho bản thân mình điều kiện tốt nhất để giải quyết vấn đề một cách bình tĩnh và xác đáng. Việc không nên to tiếng trước mặt con cái và người lớn trong gia đình cũng là điều quan trọng để duy trì tinh thần ổn định cho cả gia đình. Trên đây là những chia sẻ vô cùng tâm huyết về nội dung lộ diện thá phát tài lớn nhất Ất Tỵ 1965, đắc lộc ơn trên, đến thời giàu sang đúng 3 tháng tới từ đội ngũ biên tập kênh. Trong quá trình truyền đạt,
đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót, nếu có chỗ nào không phải, mong quý cô bác anh chị thông cảm. Hoan hỉ đồng hành và góp ý, đội ngũ biên tập kênh sẽ cố gắng ngày một hoàn thiện hơn để giúp ích cho đời và cộng đồng. Quý cô bác anh chị Ất Tỵ thân mến, như chúng ta đã được biết thì theo luật nhân quả, thành công hay thất bại đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Nếu chúng ta muốn có được nhiều kết quả tốt đẹp thì phải biết gieo nhân thiện ích, giúp người, cứu vật. Suy cho cùng, tiền bạc và của cải không làm cho con người ta hạnh phúc nhất. Hạnh phúc nhất chính là gia đình hòa thuận, con cái thuận hòa, tâm an thân khỏe. Trên đời này, kẻ giàu người nghèo đều có nỗi khổ riêng, biết hướng thiện, biết điều chỉnh hành vi thái độ, ắt sẽ có cuộc sống đủ đầy, an yên như mơ ước. Vậy nên, những thông tin trong video chúng tôi mong muốn truyền tải đến quý cô bác anh chị chỉ mang tính chất tham khảo, giúp cô bác anh chị lấy lại tinh thần và động lực để sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Chúc quý cô bác anh chị Ất Tỵ nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn, biết ơn và hẹn sớm gặp lại cô bác anh chị trong những video tiếp theo.